Game hay thế giới, ở đây mình đã mod rất là nhiều nhân vật trong phim X-Men. Tập hôm nay mình sẽ có một cuộc đại chiến giữa phe dị nhân thiện và dị nhân ác. Họ sẽ tranh giành một nhân vật rất đặc biệt. Vậy nhân vật đó có siêu năng lực gì? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nào. Thành phố Los Santos là nơi giao thoa nhiều nền văn hóa. Nơi đây, con người là nguồn sản xuất lao động chính. Bên cạnh đó tồn tại hai thế lực dị nhân tốt và xấu. Ngày hôm nay có một tên dị nhân đang đi trên bãi biển, nơi mà rất là nhiều con người tắm ở đây. Việc dị nhân xuất hiện giữa đời thường, đây là một điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, con người vẫn luôn lo ngại với sức mạnh khả năng của các dị nhân. Đối với các dị nhân tốt thì không sao, nhưng với các dị nhân xấu, họ thường sử dụng sức mạnh của họ vào mục đích chẳng tốt lành gì. Khi một dị nhân này đang đi trên bờ biển thì bỗng dưng bị hai anh em sinh đôi kia kỳ thị. Hê 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 hê, hãy nhìn tên kia kìa, trong hắn có chiếc lưỡi thật dài, đầu hắn có một cái mái mòng gà, nhìn y chang như những tên ngốc, thật là đáng cười, không đẹp trai như hai anh em chúng ta. Hê hê hê. Nỗi khó chịu của các dị nhân không phải là bị chiến đấu, không phải là bị lấy mạng, mà chính là sự kỳ thị của con người. Nghe được những lời kỳ thị đó, dị nhân này cũng tiến gần tới hai chàng trai. Này, hai tên kia, hai người vừa nói gì đấy? Bọn ta thấy người thật là mắc cười. Nhìn người giống như là quái thai vậy. Nghe những lời xúc phạm đó, dị nhân này không thể kiềm chế bản thân mình. Cuối cùng, anh ấy đã sử dụng khả năng đặc biệt để giết chết một trong hai người này. Hả? Thấy được cảnh chứng kiến người anh em sinh đôi của mình chết, thì người còn lại cũng nhanh chóng bỏ ra chạy. Tuy nhiên, dị nhân này vẫn quyết đuổi theo và giết luôn người thứ hai kia. Dị nhân càng chạy càng đuổi người kia. Trong lúc đuổi này, vô tình dị nhân đã chạy ngang một cậu bé. Cậu bé này rất đặc biệt. Dị nhân này đã tô vào cậu bé. Bỗng dưng dị nhân này đứng sững lại. Tự dưng cơ thể anh ta vô cùng đau đớn. Khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy gượng mắt mở dậy nhưng cảm thấy cơ thể của mình như bị rụng rời. Anh ấy nhìn xuống cơ thể của mình, thậm chí thấy da của mình giống như một người bình thường. Ngó xung quanh, anh ấy đã thấy những cảnh sát có mặt ở đây. Và rồi, anh ấy đã bị bắt bởi tội mưu sát một người. Nhưng mà thật kỳ lạ, anh ấy đã trở lại một người bình thường, không còn là dị nhân nữa. Vậy cậu bé kia đầy bí ẩn và có siêu năng lực gì? Mấy ngày sau đó, lúc này tại một căn phòng có một dị nhân. Dị nhân này đang xem tivi thì bỗng dưng tivi chuyển sang tin tức khẩn cấp. Xin chào các bạn, tôi là phóng viên đài HTV. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn về một vấn đề rất kinh thiên động địa, về việc con người có thể chế tạo ra vũ khí để khống chế dị nhân. Và chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn, đây chính là Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ. Xin chào ngài, ngài có nói gì về vụ việc này? Xin chào các bạn, lâu nay con người của chúng ta đều bị chi phối bởi sức mạnh của dị nhân. Một số dị nhân không tốt lành, họ đã sử dụng sức mạnh của họ để làm việc ác. Hôm qua, chúng tôi đã phát hiện được một cậu bé rất đặc biệt. Khi cậu bé này xuất hiện bên cạnh một dị nhân đang cố gắng giết một người, thì bỗng dưng dị nhân kia đã mất hết hoàn toàn khả năng. Thậm chí dị nhân đó đã quay trở lại thành con người. Và chúng tôi đã quyết định mời cậu bé này về để có thể nghiên cứu, tìm ra một loại vũ khí để có thể khống chế được những dị nhân độc ác kia. Khi biết được thông tin này, thì dị nhân này không ai khác chính là Manato, dị nhân đứng đầu toàn tập thể đối đầu lại con người. Ông ấy cũng nhanh chóng cho gọi các dị nhân làm việc dưới trướng của ông ấy. Và rồi, cái nhóm dị nhân chống đối với con người này cũng nhanh chóng tập trung lại dưới sự chỉ huy của Manato. Thưa ông chủ gọi chúng tôi tới đây có chuyện gì vậy?
Ta vừa biết được một thông tin của một thằng nhỏ có khả năng rất đặc biệt. Nó có thể khống chế và làm tan biến đi khả năng đặc biệt của các dị nhân khác. Nếu để con người nghiên cứu và phát triển từ cơ thể của nó, chắc chắn dị nhân của chúng ta không còn chỗ đứng trên thế giới này. Bây giờ các ngươi hãy nhanh chóng đi bắt thằng nhỏ đó. Có thể cần thiết hãy khử thằng nhỏ đó tại chỗ cũng được. Nhanh lên. Ok, thưa chủ nhân. Thế là ba trong bốn dị nhân đặc biệt này cũng nhanh chóng di chuyển lên trên đường. Khi ba dị nhân tới được một tòa nhà rất cao, bên dưới là nơi của nhà nghiên cứu khoa học để có thể nghiên cứu đứa em bé có khả năng đặc biệt kia. Lúc này, nhóm dị nhân này bắt đầu tổ chức kế hoạch. Tên cầm đầu đội trưởng mới ra lệnh cho tên to béo bự kia hãy nhảy xuống dưới gây sự chú ý của mọi người cũng như an ninh bảo vệ cái tòa nhà. Sau đó, cô kia sẽ nhanh chóng lẻn vào tòa nhà để mà có thể bắt được đứa bé đặc biệt ấy. Còn tên đội trưởng sẽ đứng đây quan sát và xuất hiện khi cần thiết. Thế là tên mập bắt đầu hành động. Hắn đã náo loạn trước khu vực mà đứa bé được giữ. An ninh, cảnh sát cũng nhanh chóng lập tức ập tới để bảo vệ cái tòa nhà kia. Nhưng mà tên mập này, hắn đã sử dụng khả năng dị nhân của mình để phá hủy toàn bộ. Khi tên mập đang quậy phá gây sự chú ý bên dưới, thì cô gái này cũng nhận nhiệm vụ tới lượt mình. Cô ấy sẽ di chuyển xuống bên dưới. Với khả năng dị nhân là tà thuật, cô ấy bắt đầu. Cô ấy dễ dàng vào được bên trong tòa nhà. Đang đứng trên cao quan sát thì tên đội trưởng này bất ngờ thấy nhóm dị nhân tốt, đó chính là nhóm dị nhân của X-Men. Họ cũng nhanh chóng chạy tới, đứng đầu là giáo sư X. Nào cái cậu ơi, chúng ta hãy nhanh chóng tới bảo vệ đứa bé kia nào. Đừng để nhóm dị nhân xấu làm hại con người. Và rồi, giáo sư X cũng nhanh chóng phân chia nhiệm vụ. Người kiếp lợi, cậu hãy nhanh chóng ngăn chặn tên béo mập đang quậy phá kia. Nightcrawler, cậu hãy vào bên trong và tìm đứa bé gấp. Người chim, cậu hãy bay xung quanh coi xem còn tên nào nữa hay không. Nghe lệnh giáo sư X, người kim loại cũng nhanh chóng di chuyển tới chỗ của tên mập béo kia đang quậy phá. Hắn đâu ta? Kì. Người kim loại đã có một trận đấu với hắn. Với sức mạnh cơ bắp, liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Trời ơi. Hai bên ngang tài ngang sức. Nightcrawler cũng lập tức xuất trận. Và rồi, anh bạn người chim của chúng ta cũng nhanh chóng bay đi tìm coi dị nhân nào còn sót lại hay không. Lúc này, tên dị nhân đội trưởng vô cùng xót ruột, không biết các đồng đội của mình đã làm sao rồi. Hắn đang dự định nhảy xuống giúp đỡ các đồng đội thì bỗng dưng hắn đã bị ngăn chặn bởi người chim, một dị nhân thuộc nhóm X-Men. Chết 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 rồi. Lúc này hắn nhanh chóng kích hoạt khả năng dị nhân của mình.
cho các bạn thấy cái mod người lửa luôn. Chứ không có gì hết, anh này là khả năng sử dụng người lửa thôi. Và tên dị nhân thuộc phe ác này nhanh chóng phùng lửa đốt khắp nơi. Ô kìa kìa, núp sau lưng kìa. Nhưng mà dị nhân người chim sử dụng cánh của mình để quạt lửa tránh khỏi sát thương. Quay trở lại về phía cô gái dị nhân ác này cũng nhanh chóng đi tìm đứa trẻ đặc biệt kia. Khi cô ấy xác định được vị trí và đi vào ngõ hẻm thì gặp được một dị nhân bên phía X-Men. Đó chính là Nightcrawler. Nightcrawler đã chặn đường cô ấy. Bọn dị nhân các ngươi tại sao lại phục tùng con người? Hãy nhanh chóng đưa đứa trẻ đó ra để ta giết đứa trẻ đó, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi không có chơi với người đẹp đâu. Tôi cũng sẽ đi tìm đứa trẻ đó, nhưng mà tôi sẽ cứu nó. Mãi mãi cô cũng không bằng tốc độ của tôi đâu. Vừa nói dứt câu, Nightcrawler đã biến mất. Tên khốn kiếp, ta sẽ tìm ra ngươi. Nightcrawler cũng nhanh chóng đi tìm đứa bé. Với khả năng dịch chuyển tức thời của mình, Nightcrawler dễ dàng tìm ra được đứa bé nhỏ kia. Dường như nó đang bị nhốt trong một căn phòng. Có lẽ là trên đây. Đây, căn phòng này đây. Nightcrawler đã vào bên trong. Khi Nightcrawler bước vào bên trong thì thấy được cậu bé đang đứng lại phiền chưởng. Nightcrawler mới nói: xin chào ngài, ở ngoài kia có một số dị nhân muốn bắt cậu bé này, tôi phải bảo vệ cho cậu bé này. Cảm ơn cậu, dường như bọn dị nhân xấu kia, bọn chúng đã biết cậu bé ở đây và muốn tới giết cậu bé. Tôi mong cậu hãy giúp đỡ chúng tôi đưa cậu bé này tới khu quân đội, bởi vì chúng tôi đang liên kết với bên họ và chúng tôi đã nghiên cứu được vũ khí chuyển nhượng cho họ. Hiện tại họ đang thử nghiệm, chỉ cần cậu bé này về bên đó sẽ được an toàn, cậu ấy nhanh chóng đưa cậu bé này đi đi. Và rồi, Nightcrawler cũng nhanh chóng bế cậu bé đi. Nói bế thế thôi, chứ nấm đầu con người ta, ha ha. Nightcrawler cố gắng sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời, nhưng mà anh ấy càng cố nhưng mọi thứ vẫn không thể. Chắc có lẽ cậu bé với khả năng của mình khắc tất cả các dị nhân, kể cả tốt hay xấu. Nightcrawler cuối cùng đành phải đi bộ. Vừa ra khỏi cửa, Nightcrawler cũng nhanh chóng gấp rút chạy đi tới chỗ của quân đội, bởi vì họ cũng đã phát hiện ra bí mật của cháu bé này và có thể sử dụng khả năng của cháu bé để sử dụng một cách rộng rãi, ngăn chặn bọn X-Men xấu. Mình nói nhầm, ngăn chặn bọn dị nhân xấu mới đúng. Khi Nightcrawler vừa chạy ra khỏi cổng để trốn thoát khỏi nơi này thì bỗng dưng cô gái kia cũng đuổi theo. Kìa các bạn ơi, tuy nhiên thì cô gái không dám tới gần cậu bé, bởi vì khi tới gần thì phép thuật, mọi khả năng của cô gái đều bị mất hết. Nhưng mà cô gái này vẫn bám theo đích của Nightcrawler. Và rồi Nightcrawler đã cố gắng chạy vào bên trong khu quân đội để có thể đưa cậu bé phục vụ nhiệm vụ quân đội nghiên cứu. Nhưng mà khi cô gái đuổi đến khu quân đội thì dường như các chiến sĩ trong khu quân đội cũng ra chào đón, xe tăng, thiết giáp, mọi thứ đều tấn công cô ấy. Nhưng mà với khả năng của dị nhân của mình, cô gái đã nhanh chóng dọn dẹp tất cả mọi thứ rất đơn giản.
Cô ấy nhanh chóng lục tung mọi nơi để đi tìm cậu bé bí ẩn kia. Tất cả mọi thứ cô ấy gặp, cô ấy có khả năng biến nó thành nước rất đơn giản. Thật kinh khủng với một dị nhân này. Trời ơi. Khi mọi việc đang căng thẳng dưới kia, thì tại một căn phòng nơi Naurawa đã đưa cậu bé tới đây, gặp một chiến sĩ quân đội. Chiến sĩ quân đội này cũng cho biết cậu bé này là một dị nhân với khả năng rất đặc biệt, có thể khống chế được tất cả các khả năng của dị nhân khác. Và bên phía quân đội, họ cũng đã nghiên cứu từ trước, phân tích máu của cậu bé, và rồi họ cũng đã nhân bản. Chỉ cần một lượng máu đầy đủ nữa, họ sẽ tích hợp vào trong súng đạn. Lúc này họ có thể khống chế bất kỳ dị nhân nào. Nairaura cũng sẵn sàng cho cuộc chiến dịch tẩy dị nhân này. Và rồi chiến sĩ quân đội cũng lập tức tới để hút một ít máu của cậu bé này. Bé ngoan, không sao đâu, ta chỉ cần lấy một ít máu của cháu thôi. Rồi, xong rồi. Bây giờ ta có thể tích hợp vào một khẩu súng ngắm. Bây giờ ta sẽ xuống xử tên dị nhân ác độc nữ kia. Khi mà vị quân đội này cũng tích hợp máu của cậu bé kia vào bên trong một khẩu súng và đem ra thử nghiệm với dị nhân độc ác nữ kia, ông ấy cũng đã nhanh chóng sử dụng cái súng ngắm của mình để có thể tấn công mụ ta. Khi thấy mụ ta đang ở từ xa, vị quân đội này cũng cố gắng nhắm chính xác và bắn một phát. Và cuối cùng, cái súng nó có đã có hiệu quả. Dị nhân nữ kia đã ngã xuống. Lúc này, lập tức mọi người trong quân đội liền ập ra và bắt dị nhân nữ này. Và rồi, bên phía quân đội, họ cũng nhân giống máu của cậu bé và tích hợp vào rất nhiều viên đạn. Thế là, các lính quân đội nhanh chóng lập tức di chuyển tới chỗ mà viện khoa học để có thể tấn công những tên dị nhân còn sót lại. Và rồi họ cũng từ xa rút những khẩu súng nhắm ra, nhắm vào những dị nhân độc ác. Dị nhân này là hiền, dị nhân này là ác này. Trời ơi, còn bị xe tô nữa hả? Đang làm việc quan trọng có tính chất quốc gia mà bị ảnh hưởng ghê luôn á. Và rồi tên mập kia hắn cũng đã ngã gục xuống. Bên phía quân đội cũng qua và còng đầu tên này. Tuy nhiên, tên đội trưởng trong dị nhân ác, hắn đã thấy những điều kinh khủng xảy ra. Đang giao chiến với lại người chim, khi thấy được cảnh đó, hắn rất sợ hãi và nhanh chóng chạy về để có thể báo cho Minato. Khi tên đội trưởng lắm lẹp quay trở về nhà, tên đội trưởng cũng chạy tới Minato. Thưa ngài, chúng tôi đã gặp phải một chuyện thật kinh hoàng. Có phải các người đã thất bại rồi không? Các người thật là tệ. Bọn con người mà các người đấu không nổi à? Không phải đâu ngài. Khi chúng tôi ra tay, mọi việc rất êm xuôi. Tự dưng bọn ít men lại xuất hiện ngăn chặn. Bọn chúng còn kết hợp với quân đội. Bên phía quân đội cũng đã chế tạo được một số loại súng đã gắn máu của thằng bé đó. Thế là hai bạn còn lại cũng đã bị hạ rồi ạ. Hơ, bọn ít men đúng là bọn chó săn. Các ngươi thích làm việc cho con người lắm à. Được, lần này ta sẽ ra tay. Ta sẽ diệt vong luôn lũ ít men lẫn con người. Đặc biệt phải giết được cái thằng nhỏ dị nhân đặc biệt kìa. Ngươi hãy ở nhà dưỡng thương đi. Dùng lửa của mình để nấu một bữa thật ngon, chờ ta giành chiến thắng quay trở về. Và rồi, tên
đứng đầu của dị nhân độc ác cũng nhanh chóng sử dụng khả năng của mình để di chuyển đi. Khi hắn có mặt tại khu quân đội để đi tìm đứa bé kia, một lần nữa tiếng chuông cảnh báo của khu quân đội cũng vang lên. Tất cả mọi chiến sĩ đều ùa ra, xe tăng, thiết giáp, mọi thứ đều tích hợp máu của cậu bé. Nhưng mà thật bất ngờ, bởi vì tên Minato này, hắn có thể điều khiển được kim loại, nên không súng đạn nào có thể bắn trúng hắn được. Thậm chí những súng đạn đó còn quay ngược lại các chiến sĩ của chúng ta. Mọi xe tăng, thiết giáp không có thể tới gần được ông ta. Tên Minato này thật là lợi hại. Và rồi hắn đã tạo ra những cơn sóng âm khiến cho tất cả mọi người ở đây như mỡ vỡ nát đầu. Cả một khu quân đội to lớn, rất là đông người, đông chiến sĩ. Nhưng mà qua tay hắn rồi, giống như là một nơi hoang mạc vậy. Lúc này không ai là đối thủ của hắn, và rồi một người đã xuất hiện. Không ai khác chính là giáo sư X. Một nhà có khả năng rất đặc biệt. Khi ông ấy đến gần tên Magneto, ông ấy đã bắt đầu sử dụng khả năng của mình. Tự dưng từ trên cao, tên Magneto đã cắm đầu xuống dưới đất. Dường như hắn đã bị mê thuật. Một chiến sĩ đứng bên cạnh sau khi hắn rớt xuống đã sử dụng cây súng thuốc bắn vào người của hắn, khiến hắn hoàn toàn tê liệt và mất hết khả năng dị nhân. Và rồi khu quân đội cũng lập tức ập tới và bắt hắn. Rồi video của mình đến đây kết thúc. Có lẽ đây là một câu chuyện khá dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.